Quý vị, năm 2014 thị trường Việt Nam chứng kiến sự gia nhập thêm của một số tên tuổi toàn cầu vào lĩnh vực bán lẻ cùng với các vụ mua bán sáp nhập đình đám trong lĩnh vực này. Làn sóng này dự kiến sẽ còn tiếp tục và mạnh mẽ hơn trong năm nay. Trong cuộc cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp bán lẻ trong nước luôn được cho là yếu thế hơn về mọi mặt từ góc nhìn của mình, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng cần có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bán lẻ trong nước trong cuộc cạnh tranh bất cân xứng này. Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Mời quý vị theo dõi. Thưa bà, theo bà thì sự xâm nhập nhanh mạnh của hệ thống bán lẻ nước ngoài hiện nay có đang đặt ra những thách thức với doanh nghiệp bán lẻ trong nước không ạ? Trong cái tình trạng càng mở cửa thêm nữa với lại thế giới và nhiều đại gia của quốc tế đã vào đây rồi cũng như là chuẩn bị tiếp tục vào nữa và những cái công ty mà họ đã vào rồi thì họ đang tiến với một cái tốc độ rất là nhanh thì tôi thấy là nó có những cái thách thức đặt ra cho cái hệ thống bán lẻ của việt nam những cái thách thức này là chúng ta cũng không thể nào thoát ra khỏi được bốn cái mặt yếu cơ bản của cái ngành bán lẻ của việt nam Thứ nhất là vốn. Thứ nhì là cái công nghệ, cái trình độ về chuyên nghiệp. Thứ ba là cái khả năng, cái đẳng cấp của cái nguồn nhân lực mà chúng ta đang điều phối và thứ tư là tất cả các cái nhà bán lẻ mà nội địa của Việt Nam chúng ta không có được một cái mạng lưới toàn cầu để có thể tương tác và hỗ trợ lẫn nhau để mà phát triển ở các cái thị trường mà họ mới thâm nhập với bốn cái điểm đó cộng thêm với lại một cái thực trạng nữa là việt nam của chúng ta thật ra không có một cái chính sách rõ ràng về cái phát triển cái thị trường bán lẻ, do đó là các doanh nghiệp cũng phải tự mình, tự thân vận động. À, như vậy thì có thể thấy là trong cuộc cạnh tranh với doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài thì doanh nghiệp trong nước của chúng ta hiện nay thì đang ở một vị thế không cân bằng đúng không ạ? Chúng ta mới có phát triển trong vòng hai ba mươi năm nay, còn người ta phát triển cả trăm năm rồi. Và nước của người ta thì những cái nhà kinh doanh về phân phối này là những nhà đại tư sản. Thì tôi nghĩ là ngay từ đầu cạnh tranh như vậy nó đã không có cái ngang bằng rồi. Và đó là một cái điều khách quan chưa kể là các cái nước này người ta cũng đều có những cái chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ của người ta kể cả những doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp sản xuất có hàng hóa có sức cạnh tranh cao thì họ bán được hàng trong những cái hệ thống phân phối, còn doanh nghiệp sản xuất của chúng ta không được những cái chính sách hỗ trợ hiệu quả thì hàng hóa của chúng ta tự thân của nó cũng đã không có cái sức cạnh tranh rồi. Đó là tôi chưa đề cập tới cái chính sách hỗ trợ của chính phủ. À, tôi nghĩ là cái chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với lại cái ngành công nghiệp bán lẻ của chúng ta là không có cái gì rõ rệt. À, như vậy thì theo bà thì chính sách hỗ trợ cho hệ thống bán lẻ trong nước hiện nay thì cần có những thay đổi như thế nào? Thứ nhất là cần thiết phải khẳng định về cái vai trò của cái khâu phân phối, tức là cái khâu tiêu thụ hàng hóa trong cái chuỗi giá trị. Vì trước đây thì chúng ta coi nhẹ cái khâu này, chúng ta coi như nó là một cái khâu phi sản xuất không tạo ra giá trị. Sau này khi hội nhập rồi, chúng ta có quan tâm hơn, nhưng mà chúng ta trong cái thực hành cái những cái chiến lược và chính sách này thì chúng ta cũng không có thực hành nó một cách thường xuyên và hiệu quả thứ hai là hãy thực hiện những cái chính sách đèn xanh tức là hãy hỗ trợ cho doanh nghiệp và thông tin về các cái điều mà chúng ta ký kết trong các cái hiệp định thương mại đã qua và sắp tới làm sao để doanh nghiệp có thể nắm chắc được những cái điều này và tôi cho là cái điều này nó không dễ tại vì doanh nghiệp của mình cũng không có cái thói quen là đi truy tìm các cái điều khoản ký kết này À, thứ nhì là làm sao cung cấp những cái kết quả về các cái nghiên cứu thị trường và thứ ba là hãy hỗ trợ trong cái hoạt động đào tạo của doanh nghiệp đó là những cái mà cái quy định của wto không có cấm